cuộc cách mạng. Thì ngân hàng thế giới thì gọi là cuộc cách mạng số. Còn ở diễn đàn kinh tế thế giới thì nó gọi đấy là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là năm nào các bạn biết không? Nó gọi là First Industrial Revolution. Bắt đầu khoảng bao nhiêu đó? Một bảy sáu mươi đến 1840. Và giai đoạn này thì người ta làm ra cái gì? Chính xác. Họ làm steam engine. Với cái sự ra đời của steam engine đã lập ra được các hạm đội. Và lần đầu tiên nước Pháp đã mở được một cái tiền đồn của mình ở khu vực Canada và bắt đầu hình thành ra một cái thứ gọi là chủ nghĩa thực dân. Tức là với sức mạnh công nghệ đã có thì một quốc gia bắt đầu chiếm một quốc gia khác và bắt đầu sống trên xương máu của quốc gia khác, bắt đầu như vậy. Cuộc cách mạng thứ hai là tính từ năm nào đâu? Đoán. Tức là từ 1880 đến
bây giờ nó gọi là thế hệ millennials. Là những người mà tư duy là đấy là công dân số, là các bạn thấy thế nào, mở máy tính này, điện thoại, smartphone này, everything. Và những người mà mê liên điểm nó rất là khác những người mà không mê liên điểm như anh này. Tức là thực ra cách các bạn giao tiếp, cách bạn trao đổi, các bạn dùng từ ngữ, các bạn chắc là dùng vãi là chính. Còn các anh thì đủ cả xúc động thì run rẩy. Và bây giờ em đang đi đến cuộc cách mạng lần thứ tư. Cái thuật ngữ này là anh nhận được một quyển sách và bây giờ anh đang đọc. Một thời gian đọc rồi anh sắp đi trình bày gặp lại lần nữa. Và năm nay đầu thế này, thông thường này, nếu ở đây là năng suất lao động, đây là thời gian, thì nó lên thế này. Xa xưa thì chúng ta có nền cuộc cách mạng săn bắn hai lượng, ta không kể ông người sẽ bán hai lượng cũng để thì bắt đầu là cuộc cách mạng gì hả nông nghiệp chúng ta có là một nông nghiệp, tức là chúng ta bắt cái con ở trong rừng đem về nhà nuôi và chúng ta lấy cây trên rừng đem về trồng. Thực ra cá các bạn ăn ấy, nó hoàn toàn cá nuôi, cái gì giờ ăn nuôi. Nhưng mà có một chuyện buồn cười là cái con gì mà ở với con người á thì đẻ con năm. Anh không hiểu vì sao nó xảy ra cái hiệu ứng lạ đùng đấy, cứ đem mình đem nuôi cái nó học tiếng xấu nào nó quanh năm sinh hoạt mà đẹp quá nha. Còn nếu mà con ở trong rừng á, thì ví dụ như là con chim ấy, mà đến cái mùa mà nó khó khăn hạn hán ấy, thì nó không đẹp nữa. Nó nghỉ đẹp nó chờ cho năm sau thời gian tốt hơn thì không đẹp. Còn gà của mình thì nó đẹp cứ 365 ngày cứ đẹp quá. Thế thì ở châu Âu ấy, Âu của Mỹ nó có một thói quen là nó mới đem cái con lợn ỉm của móng cái ấy, mình ấy, đem làm vật nuôi nhà. Họ yêu súc vật lắm, các bạn có biết là họ yêu kinh khủng, họ ngủ cùng với con ấy. Con lợn thực ra nó rất giống người, giống lắm ấy. Cũng tình cảm, cũng hôn hết, rồi cũng đủ thứ cả. Thế là một số con ở Tây Ban Nha chạy lạc ra rừng, thế là nó lại quay trở về đời sống hoang dã, chỉ có một cái cánh nó giữ nguyên cái tính con người là nó đẻ đủ quan nặng. Bây giờ Tây Ban Nha đang loạn vì rằng là nhiều lợn rừng quá, nó làm mất cân bằng sinh thái, giết đi thì mất lợn rừng mà giữ nó thì mất cân bằng sinh thái. Con người là một cái giống mà mất cân bằng sinh thái nhất trên thế gian này. Có thể trong một đời người chúng ta số dân số trong một đời người, các bạn giả sử chúng ta sống được 70-80 tuổi thì trong vòng 70-80 năm ấy thì nhân loại tăng trưởng được khoảng 3-4 lần. Khi các bạn sinh ra thì Việt Nam có số bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Em sinh ra 7 triệu đây. Thế thì khi mà chúng ta đi đời thì nó sẽ là 210 triệu. Chắc là biết sao mà. Thế giỏi chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ lớn chưa? Anh bảo được rồi.
Đầu tiên là xin chào các em và xin chào những người đang theo dõi chúng ta. Trước 8 phút thì là các em cộng được thêm 2 điểm. Làm xong để ra đầu bài anh sẽ cộng ngay 2 điểm vào đấy. Thank you.
ở trên mạng theo dõi bạn có biết không bao giờ? Thank you.
triển là 3 chấm. Yeah.
Rồi, chơi sốt đi. Đây là dãy số nguyên tố. Số 2. Số 2. Số 2. Nếu mà anh viết ở đây là 1 thì bắt đầu từ số 1, anh viết đây số 2 bắt đầu từ số 2. Còn nếu mà anh viết ở đây là vô hạn, tức là nó là vô hạn. Ai chứng minh được? Giả sử đây là một số mới đúng không? Mà nó không phải số nguyên tố, tức là nó có thể là tổng nhờ tích của các số nguyên tố. Anh viết B1 nên mình giả thiết thôi, đúng không? Nó là không phải số nguyên tố thì nó sẽ là tích của các số nguyên tố, đúng không? Rồi, anh chứng minh là không bao giờ có cái hàng đẳng thức này. Giả sử như em chia hai vế, và b đấy có thể là b y, nó có thể là y phải kiểu dựng vẽ rồi. Thì đây phải là bên này là bằng mấy? 1. Thế em thấy nó có thể bằng 1 không? Nếu mà B kiểu gì cũng phải trùng các số trên đúng không? Thì nó phải dư một loạt các số khác. Nó sẽ là còn những số còn lại là C1 gì đó đúng không? CK nào đó đúng không? Cộng với 1 trên B1. Em thấy B, em dùng B à? Ừ. Bằng 1. Có đúng không? Tất nhiên không? Hiểu?
Em không hiểu đấy. Thử ra đó. Rồi. À, bạn ấy chứng minh thế này. Giả sử như đây là số nguyên tố lớn nhất. AN nào đó. Đúng không em biết? Thế thì bạn ấy lấy nhân cái số nguyên tố nhỏ nhất, tức lần lượt nhân hết lên số to nhất cộng 1. Thì số này không thể là số số không nguyên tố được. Bởi vì giả sử như nó là số không nguyên tố thì nó phải được chia, nó sẽ bằng tích của các số nguyên tố khác không? Thế mà đi chia hai vế cho cái bên vế trái này thì bên này sẽ là 1 không? Vì đây là tất cả các số nguyên tố đã có, ta bỏ viết là cộng 1 trên V1 nhân V. Thì vì rằng là V1, V2, V3, VI cũng nằm trong số nguyên tố. Thì trên này nó sẽ giảm bớt đây. Và nó sẽ còn sót lại những số mà chúng ta vẫn còn. Thì ít nhất ấy, giả sử như nó bằng đi, thì đây vẫn là 1. 1 cộng với một số lớn hơn thì nó lớn hơn bằng 1, tức là không sai. Đấy, sao? Đúng không? Rồi. Các bạn không biết mật mã được khởi tạo như thế nào. Bây giờ người ta nói rằng có những cái số, những cái mật mã mà không ai giải được. Các bạn biết vì sao? À, có ai, ai nghe về các loại mật mã? À, khi mà đưa cho bạn một số rất lớn thì máy tính sẽ không phân tích nổi, hoặc là nó chạy trăm năm thì nó mới biết là số này có phải là số nguyên tố hay không, hoặc là số này sẽ được phân tích ra các số nguyên tố như thế nào. Nếu số nó quá dài thì người ta chịu. Thế thì người ta mới chơi cái trò này. Người ta mới lấy một số nguyên tố A1 rất là lớn nhân với một số nguyên tố khác A2 cực kỳ lớn nữa thì nó sẽ ra một số vô cùng to. Thế là số B1 là B nào cực kỳ to. Và cái số này người ta công bố, nó gọi là public key cho luôn. Thì các nếu mà tôi cho bạn một số to như vậy thì bạn chịu, bạn không tài nào chạy máy tính mà phân tích ra là tích của hai số nguyên tố được. Thế bây giờ anh mới muốn anh nói nguyên lý ra cho anh, không phải là chuyên gia mật mã đâu. Hôm nay nói cộng số nguyên tố ta chia sẻ cho các bạn. Đây là cái số này là hạn biết được. Số B cho luôn, cho tất cả mọi người biết. Nhưng mà giả sử như anh muốn truyền tin cho em, cho Việt, anh lấy cái data của anh. Data bây giờ nó làm con số đó, nó bằng số C nào đó. Em có gửi cái file nó dài rộng bao nhiêu thì nó 01001 các loại luôn. Nó là một số, số C nào đó. Thế anh, đây là data thật. Nếu mà ai mà có cái này thì coi như biết toàn bộ thông tin của anh. Anh muốn gửi cho Việt, anh mới gửi cái tin như này. Là anh lấy C, anh nhân với số A2 là số nguyên tố cực to thì anh sẽ ra một số D. Anh gửi cho Việt. Các bạn mà nhận cái số D này các bạn đọc nó nhỏ nhỏ chả ra sao, không đọc nó chả nghĩa đi. Em mà nhân với một cái text, anh yêu em xong nhân với một cái số nó ra cái gì chả biết, bất kỳ cũng thể đoán. Nhưng mà ông Việt ấy, ông ấy giữ
khi mà cái số D mà đến ấy, ông Việt ông lấy D, ông chia cho cái số A1. À, đầu tiên là ông tìm A2. Ông chia cho A2. Và A2 bằng gì? Bằng bác cái kỳ là ai cũng biết. Ông chia cho A1. Thì ông lại ra lại xem. Ông đọc rồi. Anh yêu em, đơn giản. Thì đấy chính là bản chất của sử dụng số nguyên tố để làm một mã. Giải cái này thì chịu. Ngày xưa mật mã người ta quy định là một cụm số có thể là trang bao nhiêu quyển sách nào đó và dòng bao nhiêu thì lấy từ ấy thì ta có một chữ cho các bạn biết. Rồi. Các bạn hiểu cái này là gì các bạn? Cái này nó gọi là gì? Dãy số. À, tất nhiên là ở trên này là dãy số nguyên tố, còn khi mà viết một cách tổng quát thế này thì người ta gọi là dãy số. Có các loại dãy số trên đời. Giờ ta đến chuỗi số. Tiếng Anh, các bạn về từ tiếng Anh gì không? Series. Phải là đọc sách thì rồi. Chuỗi số. Và ví dụ như anh có cái chuỗi số như thế này. Đố bạn là chữ gì nhá? Một, hai, một. Không, chị phải biết này, chị luôn. Không được. Chỉ biết tổng quát thôi. Ở trong này anh biết là Sn bằng Sn là này, Nn là này. Một trên N nhân N cộng một chạy từ 1 cho đến n to. Thế này hiểu không? À. Thì nó bằng 1 phần 2 cộng 1. Đây 1 phần 2 là số đầu tiên. Xong đến số tiếp theo là bao nhiêu? 1 phần 2 cộng 1 phần 6. Số thứ 3 bao nhiêu? 1 phần 2 cộng 1 phần 6 cộng 1 phần 10. À, không nói đấy. À, đúng. Khi mà n chạy đến vô cùng thì cái này chạy đến cái gì? À, ai nói 1? Em lên bảng đây. Chứng minh, tại sao lại 1? Em tên gì? À, Dũng lên bảng. Tại sao anh lại nên chạy 1? Em chơi vào sự đất phá là sự đất giữa là chúng ta để chúng ta làm việc. Thank you.
ba. Nó sẽ có đúng không? Thôi giả sử nó không hội tụ tí, nó sẽ quay trở lại. Nó sẽ quay trở lại, nó giả sử không hội tụ. Thì chúng ta sẽ gọi là gì? Phân kỳ. Ai dũng cảm lên mà chứng minh cái này phân kỳ không? Ai sao? Xung phong lên. Thôi mình phải làm một vài định lý trước đã đúng không? Trước khi mà chứng minh cái này thì nó sẽ dựa trên một số cái định lý. À, khái niệm mà chi tí nữa ta sẽ... Thôi, ta làm một phát. Một cái định lý trước này. Thứ nhất là nếu một chuỗi số hai n các bạn ký hiệu rồi chắc anh bỏ qua đó tiền đến bao nhiêu Thank you.
dần đến đây á, thì điều ấy có nghĩa là trong một khoảng cách vô cùng bé đi nữa, đúng không? Thì tất cả các điểm tiếp theo của nó là chạy trong cái số này, đúng không? Nó tiến dần số S, đúng không? Thế thì cái khoảng cách mà thêm một bước này vào nữa, ví dụ như ở đây thì chính là nó sẽ ký hiệu gì? Là nó cộng thêm một n nào đó, n to nào đó, đúng không? Và cái n to này, khoảng cách mà giữa hai cái điểm là giữa hai cái chuỗi nó chạy đến dần đấy, nó cũng phải nằm trong khu epsilon này, đúng không? Thì điều có nghĩa là gì? Số vô cùng bé và nó là không, đúng không? Cảm giác được. Ví dụ như anh đang ở cái số n trừ một, đúng không? Anh bước nữa là n thì cái bước tiến này này nó chính là an hay là sn an. Thì cái an này nó nằm trong khoảng cách epsilon, tức là nó là này nó tiến không theo định nghĩa mượn tượng đó, mượn tượng đó à, có cảm giác không à? Em được. Rõ rồi đi. Rồi. Anh hỏi nếu mà AN tiến đến 0 thì hỏi chuỗi S có hội tụ không? Ai nghĩ hội tụ dân anh? Ai bảo không hội tụ dân anh? À đúng, tức là chuyện khác, không suy đến được. Nếu AN mà tiến đến 0 thì không suy được là chuỗi có hội tụ hay không. Thực ra ở đây là ví dụ này, cái nào cũng tiến đến 0 cả, 1 trên N hay là 1 trên N nhân N cộng 1 đều tiến 0 cả. Nhưng mà cái này thì không hội tụ, mà cái này thôi. Rồi chúng ta vừa đánh xong một định lý, bây giờ cho bài tập luôn. Bài này chứng minh là đây là các định lý. Định lý 2 cho bàn bàn kia đại khái chứng minh cho anh một cái loại như thế này. Lim của CN mà CN bằng AN cộng BN, và giả sử như 2A hội tụ BN hội tụ thì nó sẽ bằng cái số này, nó sẽ hội tụ đến lim của A cộng với lim của B. Anh viết tắt là khi mà N đến chạy đến 0 à, chạy đến vô cùng, anh viết tắt. Ok, và anh làm bài tập đấy nhá. Và tương tự như vậy, nó còn có những định lý khác như lim của CN bằng lim của một số L nào đó nhân với AN thì nó bằng là L nhân với lim của A. Tiếp theo một cái định lý nữa, lim của CN bằng lim của AN nhân BN thì bằng lim của AN nhân với lim của A và lim của B.
giảm đều. Tức là nếu mà một cái hàm dương liên tục giảm đều, mình có thể vẽ trong khoảng cách từ 1 đến vô cùng mà an bằng f n thì có cái định lý như sau, là chuỗi của n bằng 1 vô hạn an nếu bên này nó hội tụ bên kia sẽ hội tụ bên kia sẽ là 1 vô cùng fx dx. Bạn để chứng minh các bạn làm bài tập ấy, đã bạn làm ra bài tập rồi cứ thế mà lại. Bài tập 4 cho bạn này. Là ta có hai chuỗi mà tất cả đều dương. Thì suy ra chuỗi BN hội tụ thì cũng suy ra rằng là chuỗi AN cũng hội tụ. Bạn chỉ cần vẽ hình đồ thị như là vừa rồi vẽ khoảng cách rồi mình đã ổn. Ta làm một tập lên, ai xong thì lên kiểu ấy lên kiểu không? Rồi, làm bài tập làm nhóm, cả nhóm thảo luận, thảo luận thoải mái, không phải 90, không phải từng người một, các bạn cùng nhau. Thank you.
Một là đại diện đây này, các bạn đại diện đây, đề nghị là bạn lên bạn dùng cái bảng ở giữa đấy, bạn nói to nhé, thầm mít nha, thầm mít đó,
mọi người biết vừa nói tập quen tập lần giải quyết là vừa sao mày biết đâu dạy cái CN về hình học ấy, là ý tưởng là khi mà các số a n nó chui trong cái khoảng a cái epsilon này thì b nó chui hết ở đây thì đến khi mà cộng lại đây là số c là tổng của a và b thì nó cũng chui vào trong cái epsilon. Rõ rồi đây bàn này rõ bàn này ok giờ đến bàn này đi. À, tổ đây là tổ 3, không phải tổ 2. 5 điểm. Bằng này lên đây. Anh rất muốn các bạn thể hiện ý tưởng của toán bằng hình học. Các em phải chưa em phải trừ đi cái số nó thế nào phải nó chạy số b đến một số nào đó. Số này số dương hết. Nếu mà anh cộng cái các cộng cái này, cộng các số dương này mà nó chạy đến hạn, tức là nó chạy đến cái đường e, đường L là nó A là nó B N nó cứ chạy dần đến cái giá trị B này đúng không? Mà cái thằng A nó sẽ chạy trong cái khoảng này đúng không? Cái thằng A nó phải chạy đến và không được vượt được.
những cái số B đã thì nó mới chạy đến không. Đây là hàm tăng dần. Tăng dần cho đến một số B. Đây là vẽ biểu hội tụ. Thế nào gọi là B dương mà lại chạy đến không là thế này. Thì nó cứ chạy các cái điểm này nó chạy dần về đây không? Để ra được số B đó. Càng ngày càng tăng. Thì cái số A này nó cũng như vậy. Chạy với đường gì vậy? Và hai đường này nó chói đường này lại thế này. Còn nếu mà muốn chứng minh A chứng minh có cái bài này A chứng minh được bằng toán luôn này. Trừ hai mấy đen là à trừ cái hai số B lấy tuyệt đối hai mấy này sẽ là một số âm à sẽ phải đổi dấu ạ à tay chung dạ đây cái đúng đề bài đặt ra đã không đúng tại vì chuỗi B nào thì không phải số B ấy, thì không đảm bảo rằng A nào cũng phải B A bởi vì A nào là B A không nó sẽ không có đủ số ghé B đúng mình chỉ biết nó hội tụ thôi đúng không đúng không
thầy Trung lên chứng minh. Con chứng minh của mình lý cho sách các em vậy. Ok. Tổ một khó nhất.
mà khi nó bị kẹt bởi hai đường á, nó phải kẹt bởi hai đường thì nó mới rồi ta. Các định lý này các vị đã cảm giác được chưa? Định lý một, cảm giác được rồi đúng không? Cái hai, cảm giác được đúng không? Ai cảm giác được, không cảm giác được ra đây này. Định lý ba, nó cảm giác chứng minh này rõ chưa? Cái thứ bốn, nó như là kẹt hai đường ấy, thì nó phải chui vào một chỗ. Thì bất cứ epsilon nhỏ bao nhiêu đi nữa thì thằng này nó phải nhỏ hơn epsilon. Hình học chuỗi học tổ nào xung phong lên tính xem chuỗi này nó sẽ là bao nhiêu. Em là tổ 1, tổ 1 4 điểm, tổ 3 xung phong không? Tổ 3, như vậy tổ 2 là được 5 điểm, thế thì tổ 1, xin mời.
biệt thì là cái trình độ nào là bằng không, đúng không? Thì thành ra là hơi hơi lệch so. Bây giờ chạy đến giả sử như R lớn 1 ấy. Và R nhỏ 1 hay trường hợp R nhỏ 1 thì chạy đến bao nhiêu? Như vậy là số này sẽ hội tụ, đúng không? Đúng. Nếu mà R lớn hơn 1 thì số này nó sẽ ra là cái số 1 này vô cùng bé, chẳng nghĩ gì thì nó sẽ chạy sang là gì? Là bằng R những thừa N, đúng. Thế là vô cùng, tức là nó sẽ bất kỳ, đúng không? Rồi, ta học trong chuỗi geometry giờ đến đoạn ratio. Nghỉ ở giờ nào? Ok, 4 giờ giờ nào? Mình còn bao nhiêu lâu nữa à? Có. Lê Quân. Có. Duy Kiên. Minh Nhật. Có. Anh Tùng. Có.
Rồi ta thêm một định lý nữa đi. Năm. Nếu AN, BN đều lớn hơn 0 và giới hạn của AN trên BN bằng C thì chuỗi AN mà hội tụ thì BN hội tụ biết biết là gọn công thức không biết vô cùng đó đơn giản. Đoán được thì sao? Lên lên bản anh em mình cùng làm. Anh gợi ý em làm. Đầu tiên em lấy khi mà AN mà to thì nó có gần cái CBN không? Vì cái dấu hội tụ này có nghĩa là cái chuỗi này nó sẵn đến C đúng không? Thì AN và trừ đi CBN thì nó sẽ đến 0 không? Thì như vậy là AN nó tương đương với cái gì? C gì? Nhân với nhỉ? BN, rồi. Giờ tổng của bên này thì nó tương đương với này. Trên N
xong đi. Em chia, em là chia trên em là phương một một đấy, ở dưới một cộng một và ba trên n là cộng một trên n là phương. À, cái số này n mà càng ngày càng to thì cái số này sẽ lớn bao nhiêu? Cái số n to thì cái số này lớn bao nhiêu? 3 trên n tiến đến cái số này tiến đến 1 này. À, thì sao? Cái số 1 trên n bình phương tiến đâu? N rất to 1 trên n bình phương. Tiến. Ví dụ như là anh lấy số 3 nhé, chia số n nhé, mà n tiến đến vô cùng. Ba chia vô cùng bằng ngược lại, anh chia 3 cho 1.000 thì 3 phần 1.000 đến đấy đến đến đâu không, nếu bình phương nữa không lốp, không lốp thì cái này tiến đến 1 chia 1 cộng thì tiến ra đi 1 chính xác. Như vậy là gì, là cái chuỗi này 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 mà chia cái số này thì nó để hội tụ đến số 1, đúng không? Mà cái chuỗi này đã hội tụ rồi thì ở chỗ kia ok rồi, cảm ơn. Định lý này mọi người hiểu không? À, ý tưởng hiểu không? À, idea thôi, chứ chẳng là chứng minh thì hơi khó. Idea là hiểu không? Là khi mà hai cái chuỗi số chia của nó ấy, mà đến một số cố định thì cái chuỗi mẫu số và tử số nó đều một bên có giới hạn, một bên có giới hạn. Thủng đi. Ai không hiểu không thủng lên bảng, giơ tay. Em mở ra. Tầng này đi. Tầng này đi. Cái này đi. À, vì AN mà chia cho BN thì chia cho 1 trên N thì nó là N bình phương. Bình thường. Nhưng mà thực ra là cái chia hẳn thế này. Thì bình thường kia là 1 ở dưới N. Chia N bình phương này. Thì này là 1. Đúng không? Rồi, định lý này thôi nhá. Ta bỏ qua định lý này đi tiếp không? Rồi, bây giờ ta đến cái đoạn khó một tí. Thôi cái này anh nghĩ là các bạn về nhà đọc nhé. Nếu mà cái chuỗi BN lớn hơn không này, BN là giảm dần đấy, anh vẽ rồi thị ra, tức là lớn hơn không mà giảm dần, và BN tiến đến không, đấy là điều kiện. BN đây là số không, đấy, những BN nó chạy nhá, thì cái chuỗi B chuỗi thank you.
trừ B4. Quy luật nó cứ đổi dấu. Số tiếp theo nó cũng đổi dấu. Thì cái chuỗi này sẽ hội tụ. Cái này khó. Định lý Cauchy, ai biết định lý Cauchy không? Thôi cái này hơi khó để tự về nhà nghiên cứu. Đọc sách, thực ra là không. Rồi, định lý số 7. Nhiều quá nhỉ. Nếu mà tổng của AN là hội tụ thì suy ra là tổng của AN là hội tụ. Hai cái định lý này, hai cái phần sau này nó có cùng chung một cái định lý Cauchy. Cauchy nó mang định nghĩa nó như này. Chuỗi AN hội tụ. Đây là Cauchy. Biết này không? Y dài. Cái này anh học ở tiếng ở Nga thì tên này. Hội tụ thì với mọi epsilon thì có a n cộng p, p là một số lớn bất kỳ, trừ đi a n sẽ nhỏ hơn epsilon. Đây là tổng không? Tổng của a n với cái cô chi
thế này thì mình có thể chứng minh được hai cái 6 và 7. Về nhà làm xong lần sau viết bài tập. Bài tập lần sau nói luôn là 6 và 7. Chia nhóm nhá. Bài tập về nhà. Sử dụng định lý coaching. À, tí thầy chia nhóm nhá. Cái này. Rồi. Bây giờ đến 8 trở. Đúng là các em học hơi hơi nắng canh. Cho ba bạn này làm bài tập này. Ý tưởng thôi. Idea là các bạn sử dụng cái geometry này. Kinh học này. Cho ba bạn này. Các bạn nên thảo luận với nhau, idea với nhau.
dần cái số ấy nó về số đầu. Nếu mà AN sắp xỉ L AN xong là AN sắp xỉ số L L bình phương cộng tập trung và cùng làm với bạn này, cùng nhau làm. Đã làm gì phải nói to lên. Bài này xong chưa? Bài này xong chưa? Bài này xong chưa?
giải thích cho nhau chưa? Ta lên em thử chứng minh cho các bạn xem. Tất nhiên đây là tương đối. Lại bỏ câu chi này. Câu chi. Đọc là câu chi đúng không? Thế ra nó phải là câu chi. Em đang chứng minh tỉnh thế mấy? Tỉnh thứ 8 đúng không? Nhầm AN là A1. Quy hết cho về R và L, tức là đây là định nghĩa là L, N của N đấy. Nhưng mà nhân với A1 thì mới là cái số A là em phải thay cái không phải thay bằng cái AN. Em là 1 chia L. Em phải quy số ạ. Em lại quy số cuối à? Quy số cuối à? Quy số cuối. Cách. Quy số cuối tương tự. Rồi. Thì nó. Nhưng mà khi. Thế thì em thành số thành không à? Để chúng ta về A1 chúng ta sai là A1, em phải quay đổi về A1. Chúng ta A là không A1. Chúng ta
người hiểu cách chất. ID của nó là thế này. Mình lấy một số IL này thì mình cứ tạm thời cho nó là bằng, để dễ hiểu thì nó bằng là L nhân với cái số trước đó. Thế là L. Xong lại lấy tiếp tục là AL trừ 1 lại bằng L bình phương nhân với AL trừ 2. Xong mình lùi về số 1. Thì tất cả cái chuỗi số ấy nó sẽ biến thành ra có một cái là A1 đánh ra. Thì mình còn cái chuỗi nhỏ. Và chuỗi nhỏ khi mà nó hội tụ khi mà R nhỏ 1. Thì cái tổng mà tuyệt đối là hội tụ thì là tổng bình thường sẽ hội tụ. Ok, còn thêm một cái định lý nữa. Tại sao bài này lắm định lý vậy? Gần hết bảng rồi. Ngược lại, nếu mà cái số này mà lớn hơn 1 thì nó sẽ ra sao? Thì chuỗi nó sẽ là rồi, tổ 2. Nếu mà cái L lớn hơn 1 thì chuỗi này sao? Nó sẽ hội tụ hay phân kỳ? Vì là cái mình có cái trường hợp mà R lớn hơn 1 thì cái chuỗi dòng này nó sẽ phân kỳ. Nếu mà bằng 1 thì nó sẽ ra thế nào? À, nó có phân kỳ không? Nói phân kỳ không đúng. Nói hộ tụ đúng không? Ta không biết. À, chúng ta còn định lý cuối cùng, định lý 9 hôm nay, 9 định lý. Cái chuỗi AL bằng L lớn hơn 1. Hoặc là vô cùng thì cái chuỗi này các bạn nghĩ là gì? Sẽ phân kỳ. Cái định lý này chắc là dùng bằng cách nào? Ai của nó dùng cái gì? Chuỗi nào? Thì ai là bằng n một lũy thừa. Rồi, chúng ta đã học qua tất cả, ta ôn lại một chút. Cái đoạn này không phải là ôn lại đúng không? Một dãy số. Anh biết một dãy thì gọi là một dãy, mà dãy giới hạn thì gọi giới hạn, mà dãy là vô cùng thì gọi là một dãy vô cùng, đúng không? Rồi, chuỗi số thì chúng ta có một cái các cái số của nó tiến dần đến một điểm nào đó thì gọi là hội tụ, mà nó chẳng tiến dần đến đâu cả thì nó gọi là phân kỳ. Nghe rõ đúng không? Chuỗi hình học tức là một công thức mà rất là dễ hiểu, tức là cứ lũy thừa thì ta sẽ có một công thức toán học nhân 1 trừ đi r, thế là xong, chia cho 1 thì r thì ta sẽ ra một công thức cũng dễ hiểu. Rồi, bên này thì một loạt các định lý mà riêng 6-7 các vị về nhà học thêm. Giờ ta còn bao phút nữa? Em còn 3 phút. 3 phút nữa ta làm 15 phút. Đây là câu hỏi, các bạn câu hỏi. Tôi không câu hỏi, ta làm bài tập. Có bài tập cho các bạn. Rồi.
ra 15 phút đã. Như vậy là tổ anh cho tổ 2 10 điểm. Tổ 1 9 điểm, tổ 3 8 điểm. Cộng với điểm chung của các vị sẽ ra. Vâng, vỗ tay cho tổ 2 cái nhỉ. Xong sẽ cộng điểm chung của các bạn. Cái điểm này để xếp hạng ăn thưởng. Điểm này. Điểm về điểm hệ thống riêng của chúng ta là để xếp hạng ăn điểm. Mà đây có mấy bài tất cả? Ờ, em làm rất nhiều, cái dần thôi. Ờ, 15 phút là dần thôi. À, thích làm bài nào nào? Bắt đầu mấy bài tất cả? Năm bài. Ok, các bạn chọn lấy 2 bài giải nhé, 10 phút. Tùy chọn, muốn chọn bài nào chọn. Là 2 bài. Giải càng nhiều càng hay. Nhưng mà 2 bài là 10 điểm rồi. Chung là cái điểm này không phải là tăng 10 nhé. Vì sau này cứ cộng 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 này không nào ăn nhiều nhất. Đây là cộng điểm thưởng thôi. Như vậy là cứ một bài là 5 điểm. Khoảng thời gian là bao nhiêu là vừa trong 2 bài? 2 bài thì 10 phút. 10 phút này. Ba bài 15 điểm, 4 bài 20 điểm, 5 bài 25 điểm. Hai bài là đủ điểm tuyệt đối rồi, còn các kia điểm thưởng đấy. À, không, chơi ra được 4 bài thêm 2 điểm thôi. Thank you.
này trung kiên luôn. Cái phân biệt này. Thank you.
thêm một bài nữa, bài số 3 thì là 2 điểm, bài số 4. Bài số 3 thì nhỏ nhỏ. Thêm. Không, cứ một con. Đây, một con. Đây, nghĩ là một con bài. Không. Các bạn chia. Chú em. Em một bài của em có hai con thì tính nào đấy? Không thể ra thì đến 10 phút thì em hoàn toàn các bạn hoàn toàn phải làm phần 1 phần 2 tất cả chúng. Ok. Thì là một bài tức là hai con. Thế đúng số. Không, rồi tiếp tục các bài 3 là 2 điểm. Không, bài 3, bài 4, bài 5 không nghĩ là có hơn thì có thể là 1 điểm. Cứ một góc này là 2 điểm đi. 1 hoặc 2 điểm. 1 điểm. Một điểm, ok. Hai cái đầu chẳng ghét thì mười điểm. Bây giờ chấm thế nào đây? Thôi, ok, chung chấm à? Để mà về làm chấm cho. Ok, giờ tôi về chấm. Mà ghi tên mà, ghi tên mà. Nhớ là cái này chúng được tính về sau xếp hạng của thật trường. Các vị thích thưởng đi. Thôi để anh tự nghĩ nhá, cho anh quyền nghĩ. Tất cả cái tên và ID nhá, chẳng hạn Trung Kiên mà đi cùng Trung Kiên được biết chẳng ai đâu. ID mà. Cảm ơn các em, lần sau học thứ mấy nhỉ? Tuần sau anh xem được anh đi. Từ giờ học thứ 3, thứ 5, thứ 6. Thứ 3, thứ 5, thứ 6, chắc là anh sẽ cố gắng xếp thứ 3. Nhưng anh chỉ dạy có một bài nữa này. Thứ 6 test. Anh làm cái tên các vị trên bảng có hiểu ai học ai nhá. Để cùng nhau giải hai bài này. Tức là đảm bảo 100% là các vị giải được. Nếu mà không giải được thì lại gom nhóm lại làm tiếp. Được không? Vì nó khó mà. Lần sau là đem bài đấy đến đây rồi. Có hai người. Em chụp lại đi, chụp lại cái này. Mọi người nhận tên cho mình chưa? Có biết mình chưa ra chưa? Em tên gì? Linh á? Thơm? Em này á? Em là Văn Linh gì? Thì em là Thơm Thơm Thơm. Em hỏi bằng Thơm. Thơm đây à? Hai bạn học với nhau. Có cục đâu? Cái tên cái tên cái tên đầu tiên là anh gặp tên nào? Tên anh. Cùng đầu tiên là Trịnh Thanh Tùng. À Trịnh Thanh Tùng. Là em này. Em không? Không, thế anh Tùng. Trịnh Thanh Tùng đâu? Rồi. Em, rồi đó rồi. Còn bạn Tùng này là Tuấn Tùng. Giỏi rồi đi. Về nhà làm bài. Năm ngoài, lần sau một. Hai bạn một bài.